Trước khi vào video thì đây là video giáo dục giới tính, không có ý kỳ thị hay công kích bất cứ ai. Và toàn bộ tài liệu mình tìm được đều tổng hợp chủ quan từ phía mình. Có hai giới tính phổ biến mà ai cũng biết, đó là nam và nữ. Đặc điểm nhận dạng, cấu tạo sinh học và tính cách của hai giới tính này thường sẽ khác hoàn toàn nhau. Nam giới theo bản năng tự nhiên của mình luôn thể hiện sự phân tích, tính cạnh tranh nhiều hơn. Trong khi đó, phụ nữ giàu lòng trắc ẩn và thiên về sự chăm chút tỉ mỉ cho những người xung quanh. Những điều trên thì được phân hóa rõ rệt khi chúng ta bước qua giai đoạn dậy thì. Nhưng đó là đa số, khoảng từ 1 đến 5% dân số trải qua giai đoạn này hết sức là bất thường. Có thể kể đến như mang những đặc điểm sinh học là nữ nhưng tính cách lại theo khuynh hướng của nam, thích để tóc ngắn, thích mặc quần short, thích những môn thể thao vận động và đặc biệt là thích có cảm xúc lạ với những người nữ. Tương tự với những người nam, cậu này thích chơi với các bạn nam, điệu đà trẻ chuốt, thích đầm, thích tô son kẻ mắt, thích làm hoa hậu. Nếu thân nữ tính nam gọi là tomboy, thân nam tính nữ thì là gay. 5% này được gọi là cộng đồng LGBT. Trước năm 1990, đồng tính được coi là một căn bệnh, những người đồng tính bị kỳ thị và xa lánh. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đồng tính là bệnh và chúng không ảnh hưởng gì đến thể trạng, sức khỏe của người đồng tính. Nên sau năm 1990, WHO loại đồng tính ra khỏi danh sách các loại bệnh. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về vấn đề này hàng thập kỷ và họ đã phát hiện ra sự sai lệch nhiễm sắc thể XQ28 của những người đồng tính. Điều này minh chứng đồng tính là một phần do di truyền, do đột biến hoặc rối loạn nhiễm sắc thể, chứ không đơn giản là bệnh hay là cách sống như trước đây người ta đặt niềm tin. Nhiều thống kê cũng cho thấy ở động vật rất nhiều loài cũng có giới tính thứ ba, khuynh hướng cũng tương tự như con người. Theo thuyết tiến hóa thì tính dục là phương tiện chuyển giao gen cho thế hệ sau. Tuy nhiên, tính dục đồng giới không dẫn đến sự tái tạo nòi giống để chuyển hóa nguồn gen. Đồng tính dường như đã phá vỡ giả thuyết này.